Dạ vâng. Còn Linh Đan thì sao? Bởi vì là chú biết là sẽ có rất là con có một cái lượng fan rất là đông đảo luôn, và mọi người tất nhiên là cũng muốn con giành chiến thắng. Thì trong khoảnh khắc đó thì con cảm thấy như thế nào? Con cảm thấy rất là mừng cho hai bạn. Và bởi vì là theo con nghĩ thì cuộc thi này nó cũng chỉ như là một cuộc trải nghiệm đối với con, thì con cũng không đặt nặng vấn đề có được quán quân hay không, cho nên là khi mà con đạt được á quân thì con đã rất là thấy vui rồi. Rồi, xong sau khi mà kết Bây giờ vẫn còn thấy no này. Vậy còn Linh Đan thì sao? Chú biết là cả mùa giải thì chú Dương Khắc Linh và cô Phạm Quỳnh Anh gần như là không có đặt Đã áp quen lực cho chị tụi con, và đi chơi, đi nên ăn hòa rất bình. nhiều luôn. Thì đến cái đêm cuối cùng thì là mọi người có ăn mừng lớn hơn một chút không con? Thực ra thì team của bọn con đã đi ăn trước đấy một ngày. À không, trước đấy 2 ngày. 2 ngày. À không, trước đấy một ngày Một đi. ngày chứ đúng không? Không, Trước không đấy một ngày ngày thôi, thôi, mới một duyệt. ngày. Trước đấy 2 ngày. Ừ, trước Bọn đấy chị hai thì ngày. thôi. Cho nên là bởi vì là hôm diễn xong thì nó hơi muộn, cho nên là đi ăn trước một ngày. Nhưng mà không ai nói bọn mình Ủa là sao? nói cũng lủn Đấy chưa là vui đúng không? Vâng đúng rồi, rất là Rất vui. là vui. Đó, đúng rồi, rất là vui. Chú nghĩ hôm qua còn vui hơn khi mà team Linh Đan thì con nói là một mình con được vào top 5 ở trong team thôi, nhưng mà cuối cùng là con là có một cái tiết mục diễn với tất cả các bạn trong team là kể từ vòng giấu mặt Đúng luôn. Thì rồi. hôm qua gặp lại các bạn thì con cảm thấy như thế nào? Con cảm thấy rất là vui và rất là cảm động khi mà tất cả mọi người trên sân khấu nhào đến ôm. Thực sự là con không hề biết cái vấn đề đấy, cái tình huống đấy. Khó xử, Đúng rồi. rất Như là kiểu khó mọi người dàn xếp trước ấy. xử. Hồi Chỉ ở có một nụ vòng cười đối đầu thì Linh Đan và Bảo Hân và Trấn Quốc là còn ở chung một team, và Bảo Hân với Linh Đan thì hát cùng nhau trong một tiết mục. Thì lúc đó thì Bảo Hân với lại Linh Đan cũng khá thân đúng không? Xong sau đó thì Linh Đan lại về đội của cô Phạm Quỳnh Anh và chú Dương Khắc Linh. Thì bây giờ thì con thấy là người bạn thân nhất của con là ai? Có còn là Bảo Hân nữa không? Chắc Maybe. là Thanh Tâm đúng không nè? Đúng rồi, nhưng mà vẫn thân. Một thành cái. Nhưng mà thân Đến Linh Đan, mọi người đang gọi tên con rất là nhiều. Thì Linh Đan cũng là một bé mà đã thể hiện rất là nhiều cái dòng nhạc, cái màu sắc khác nhau á. Thì bây giờ nhìn lại con cảm thấy có hài lòng, tự hào về bản thân không? Trải qua rất là nhiều phòng thi thì con cảm thấy là mình tiến bộ hơn rất là nhiều. Và cái cách hát của con cũng mới hơn và Đột phá. đúng rồi, đột phá hơn, và con cũng có thể hát tiếng Việt rất là hay. Nhưng mà mọi người cũng hơi thắc mắc là sở trường của Linh Đan vẫn là hát tiếng Anh. Và trong chương trình thì con cũng đã chứng tỏ được bản thân mình có thể hát tiếng Việt tốt. Nhưng mà trong đêm chung kết thì con hát cả một bài tiếng Việt nhiều hơn và một bài tiếng Việt chung với cô Phạm Quỳnh Anh á. Thì khi mà được giao hai cái bài đó, con có cảm thấy rằng là đáng lý mình phải hát tiếng Anh để khoe được cái giọng hát tiếng Anh của mình tốt hay không? Và khi được giao hai bài đó, con có cảm thấy tự tin không? Và tập luyện như thế nào? Khi mà giao hai bài đó thì con cảm thấy rất là vui. Bởi vì con hát tiếng Anh nhiều quá, con không được thử sức đa dạng thì nó sẽ rất là chán. Và đúng rồi, bài tiếng Việt này rất là hay và nó cũng có một chút lời tiếng Anh, nên là con cảm thấy rất là thích bài đó. Có cái hy vọng rồi đó. Giống như cô chú chọn con thả Linh Đan với Tâm ra là vì cô chú biết là Chị ơi, bởi vì là biết Tâm biết chắc luôn á là Phạm Quỳnh Anh sẽ cứu, nhưng với cả Phạm một Quỳnh điều Anh nữa sẽ là gì, cứu con nói cho Linh Tâm Đan. nghĩ là Rồi, mời Linh Đan. thôi chị nối Vì theo chị con nối tiếp thấy lời của là chị Anh. cô Giang là một người rất tình cảm, nhưng mà cái cuộc thi này nó không cho phép cái tình, đúng rồi, cho nên là cô sẽ giữ lại những người mà có tinh thần rất là giống cô, ví dụ như Hân và Quốc. Vậy là cô Còn có tình cảm không, đối với cô bình tĩnh, còn như con là con coi chương trình này như là một cuộc chơi để trải nghiệm. Một người rất là
vậy chứ nhẹ nhàng trải nghiệm nha bộ vậy mà em chạy nhẹ tôi thấy bạn cũng cố gắng rồi nha mà kiểu là cô đúng như là cho tim biết chắc vào nhưng mà vào thật sâu nhưng mà mình hơi đi chơi một chút mọi người ạ. Chú hiểu ý của Linh Đan đó là cái định hướng, cái chiến thuật mà cô Giang đặt ra thì có lẽ phù hợp với Hân, phù hợp với Quốc hơn. Và đúng. Cái hướng đi của Linh Đan thì cô Hương Giang biết là sẽ phù hợp với cô chú Dương Cát Linh, Phạm Quỳnh Anh hơn, đúng không con? Vâng. Thì con tự giới thiệu bài con hát luôn nha. Nhưng mà mọi người có bảo con hát bài gì không ạ? Mọi người bảo con hát bài Về Với Đông hoặc là bài mà con hát ở vòng loại trực tiếp. Cũng hay mà. Chú còn thấy mọi người yêu cầu con hát bài Simple Love nữa mà chú không biết bài đó là bài nào. Con không hát được bài đấy đâu. Hát bài gì về Với Đông. Hát về Với Đông nhá. Ừ. Sau đây con sẽ hát bài về Với Đông. Bài sao đây? Điệp khúc hồn chi. Ừ, điệp khúc đó. Điệp khúc thôi. Phát thanh truyền hình. Việt Nam. Trong khi chờ đợi chị đang bắt tâm mọi người chờ một chút nhé. Điều khúc là gì? Ca sĩ Linh Đan. Điều khúc là gì nhờ bà ấy? Rồi em nhớ rồi. Rồi ok ạ. Okay. Về với cơn mưa phùn, để biết khi tay còn run, ngồi suýt xoa bên mép hồng. Mẹ đắp chân cho con, mẹ hát câu ru ơi, về với đông như lúc xưa. Ủa? Về kế hoạch học tập của con thì con nghĩ là nghĩ là gì nhỉ? Bao giờ con về lại Hà Nội là bắt đầu đi học lại? Chắc là tầm tối nay hoặc là sáng mai con sẽ về để không bị lỡ bài. Đúng rồi, không bị lỡ một ngày học. Bởi vì là con đang còn rất là nhiều bài kiểm tra đang chờ. Bài kiểm tra nói: "Chị Đan ơi, mau về với em." Đang sao những cái sản phẩm mà chú Dương Khắc Linh và cô Phạm Quỳnh Anh chuẩn bị cho con á, thì con vẫn tiếp tục đi học nhạc ở Hà Nội đúng không? Hay là sẽ như thế nào con? Cái này thì con nhờ bố mẹ giải quyết. Theo con nghĩ thì con sẽ tiếp tục với việc học văn hóa trên lớp và sẽ học thêm học thêm thanh nhạc, học thêm nghệ thuật ở bên ngoài để có thể cho rồi thêm những kỹ thuật hay đúng rồi, về giọng hát của mình mà không bị lỡ bài. Chắc là Linh Đan đi ha. Mình có điều gì muốn chia sẻ với cô chú Phạm Quỳnh Anh, Dương Khắc Linh? Con muốn vì vừa nãy là con đã nói khá là nhiều về tính cách nè. Đúng rồi, nên là bây giờ con chỉ nói một câu ngắn gọn thôi là con rất là yêu cô chú bởi vì không ngắn gọn được. Vì là cô Quỳnh Anh thì đã có con cũng bé hơn bọn con một chút, đúng rồi. Nên là cô rất là tâm lý, cô đã rất là hiểu bọn con. Còn chú Linh thì mới lấy vợ và rất là vui tính nên là con cảm thấy rất là vui. Đúng rồi. Chưa anh. Đấy, thế nên là con rất là yêu cô chủ. Con không biết nói gì thêm nữa.